Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Ung thư phổi giai đoạn 4, đừng từ bỏ hy vọng. Hỏi về xét nghiệm biomarker, chương trình này được tài trợ bởi AstraZeneca. Trong mấy ngày hôm nay, tiểu bang Virginia náo động và buộc ông thống đốc tiểu bang Virginia phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp tiểu bang vào tuần tới sẽ diễn ra. Và theo dự trù hiện nay, những người mà ủng hộ súng ống, họ sẽ kéo đây tới Richmond ở Virginia để ủng hộ cho những người được quyền có súng, sở hữu súng ống. Thế nhưng nếu chỉ là cái cuộc tập hợp bình thường không thôi thì chẳng có gì để nói cả, đó là quyền tự do. Nhưng mà có những người họ nói họ sẽ mang súng tới đây. Wow. Mà mang súng tới đây mà lại có những người không ủng hộ súng họ cũng xuất hiện nữa. Mà tạo ra một cái vụ ẩu đả giữa những người chống súng và những người ủng hộ súng thì nguy cơ sẽ có nhân mạng rồi cảnh sát, nghĩa là rất là phiền. Đó là lý do ông thống đốc đã ban hành lệnh cấm luôn. Khi ông nói quý vị muốn biểu tình không sao hết, muốn ủng hộ cái gì cũng được hết, tuyệt đối không được mang súng tới đây. Ngay lập tức thì Hiệp hội súng cũng như là những người ủng hộ súng ống đó, họ đã đệ đơn kiện lên tòa. Thế nhưng mới đây thì ông quan tòa liên bang đã y án cho phép ông thống đốc Virginia được quyền ban hành lệnh cấm mang súng tới. Cho nên những ai mà mang súng tới đây thì theo lệnh cấm của ông thống đốc, cảnh sát sẽ bắt giữ người đó. Tuy nhiên đó chỉ là một vấn đề. Vấn đề thứ hai là có những kẻ không ở Virginia mà đến từ Maryland, tiểu bang gần đó, và thậm chí kể cả Canada nữa. Trong đó có ba nhân vật, và đây là một trong những ba nhân vật đó. Brian Mark Lamley, 33 tuổi. Tên này sống ở Elkton, thành tiểu bang Maryland, cùng với ba người khác, mà đây là hình vẽ xuất hiện ở phiên tòa ngày hôm qua. Ba tên này đã bị cơ quan FBI bắt giam và hiện nay đang truy tố tội thứ nhất là mang súng bất hợp pháp, tìm cách di chuyển súng bất hợp pháp. Thì theo bản tin ghi nhận, thưa quý vị, cái tên Brian này đó là trong thời gian qua là kẻ thành viên của một nhóm kỳ thị chủng tộc mang tên là The Base. Và tên này đã ủng hộ súng ống và nói rằng những người da trắng của chúng ta phải được bảo vệ chúng ta, an ninh cho chúng ta. Vì thế hắn đã lên trên mạng tìm cách để chế tạo súng ống. Chưa hết, hắn còn cùng phối hợp với hai tên khác nữa, mà trong đó có một tên là Patrick Matthews. Tên này là người Canada, thế nhưng cũng tham gia vào cái nhóm The Base kỳ thị chủng tộc. Thì tên này từ Canada vào Mỹ bất hợp pháp nha Thảo Yên. Wow. Lái xe từ bên Canada vào đây mà không có giấy tờ hợp lệ. Để làm gì? Cùng với hai tên này, ba tên này dự trù sẽ xuất hiện trong buổi tuần hành của những người ủng hộ súng ống, có thể gây náo động. Và cơ quan FBI đã ghi nhận được các cuộc thảo luận của những tên này trên mạng và thông qua tin nhắn vân vân. Và hiện nay một lần nữa xuất hiện và bị giam giữ, và cũng như cái việc mà bắt giữ ba tên này cũng đã được thông báo cho thống đốc Virginia. Và trong tuần tới chúng tôi sẽ gửi thêm quý vị các chi tiết, và hy vọng cái buổi tuần hành ủng hộ súng ống sẽ không xảy ra bất cứ một vấn đề bạo động nào hết.
Dạ vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì cách đây hơn một tiếng, tin Breaking News từ CNN cũng như là tất cả báo chí cho biết là Tổng thống Trump đã chính thức công bố tên của những luật sư sẽ đứng ra đại diện ông trong cái buổi, trong cái phiên tòa mà luận tội sẽ diễn ra sắp tới đây ở tại Thượng viện, thưa quý vị. Ngày thứ ba tuần tới. Thì trong đó đặc biệt là có hai cái tên khiến cho báo chí cũng như là các chuyên gia họ chú ý rất là nhiều, bởi vì đây là những cái ngôi sao từng nổi lên từ thập niên 90, thưa quý vị. Đầu tiên đó là người ông Ken Starr, là công tố viên đặc biệt trong cái vụ mà dẫn đến việc luận tội cựu tổng thống Bill Clinton khi xưa, thưa quý vị. Ông chính thức gia nhập cái legal defense team của tổng thống Trump. Wow. Và người kế tiếp, người bên phải, đó là luật sư Alan Dershowitz, thưa quý vị. Ông này tốt nghiệp trường đại học Harvard và có những cái thân chủ vô cùng nổi tiếng từ trước đến nay. Đầu tiên đó là O.J. Simpson cũng đã thuê ông và thoát được cái tội giết người. Và sau đó hiện nay ông Dershowitz này, ông vẫn đang là luật sư đại diện cho cái vụ của Jeffrey Epstein và nay nhận thêm cái vụ của Tổng thống Trump nữa, thưa quý vị. Và những người kế tiếp gồm có ông Robert Ray và vợ chồng của bà cố vấn cố vấn lâu năm của Tổng thống Trump, bà Jane Raskin. Hai vợ chồng này cũng là luật sư, thưa quý vị, nhưng mà từ trước đến nay chúng ta không có thấy xuất hiện nhiều. Và người cuối cùng là cựu công tố viên của Florida, ông Pam Bondi, cũng sẽ gia nhập vào cái đội ngũ cố vấn này của Tổng thống Trump. Và được biết là ông Dershowitz sẽ là người trình bày cũng như là phản biện chính trong cái phiên tòa diễn ra tuần tới ở Thượng viện, thưa quý vị. Quý vị thấy cái điều mà cũng rất là buồn cười và cho thấy rằng một ông công tố, ông có thể làm hai nhiệm vụ. Ông vừa truy tố ông Tổng thống và ông vừa bảo vệ ông Tổng thống nữa. Kenneth Starr là người đã từng đưa ra những cái luận cứ truy tố Tổng thống Bill Clinton. Giờ đây thì ông Trump nói, thế thì hay quá. Bây giờ ông về làm việc với tôi để tìm ra những cái lỗi lầm của phía công tố viên để bác bỏ tất cả những cái luận của công tố viên. Cho nên Kenneth Starr bây giờ là luật sư biện hộ cho Tổng thống Trump. Mà nhân nói đến việc này thì phải nói đến cái cuộc phỏng vấn của Lev Parnas. Nhân vật này đã được đề cập đến trong nhiều tuần lễ vừa qua. Liên đoàn Sài Gòn TV cũng đã từng loan báo vào lúc mà ông Lev Parnas đã bị nhân viên FBI tới nhà ở Florida bắt giam về cái tội mà họ nói rằng vi phạm luật đóng góp tiền gây quỹ trong tranh cử về chính trị của Hoa Kỳ. Ông Lev Parnas, đây là hình ảnh của ông lúc mà bị bắt đó, thưa quý vị. Ông này là một thương gia và trong nỗ lực tìm kiếm cái lợi nhuận cho công ty của ông và cũng như mở những công ty mới khác, bởi vì ông là người sinh ra ở Ukraine vào thời điểm mà Ukraine lúc đó thuộc về Liên bang Xô Viết. Cho nên ông cũng là một người rất có mối quan hệ với chính quyền của Nga, Ukraine, v.v. Thì sau này, ông có một cái công ty, ông mang tên là Fraud Inc. Chuyên môn hỗ trợ cho các thân chủ nếu như gặp phải các trường hợp mà chính phủ liên bang truy tố về những cái tội gian lận đó. Thì ông này lại nhờ luật sư Rudy Giuliani làm đại diện cho công ty Fraud Inc. của ông. Và đó là lý do mà Lev Parnas quen với lại Rudolph Giuliani. Và đó là lý do tại sao cái vụ này nó lại lòi kéo theo ông Giuliani vào trong cuộc. Lev Parnas nói gì với đài CNN? Mời quý vị theo dõi chi tiết ngay sau phần quảng cáo.